Hello, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học lại gửi đến cho anh chị một mẫu xe khá là hot này anh chị. Fortuner được sản xuất vào 2020, đăng ký tháng 10 2020 nhưng xe form 2021 anh chị, mang biển số tỉnh, màu bạc, chạy được 55.000 km, phiên bản máy dầu 2.4 lít số tự động 6 cấp, xe một cầu anh chị. Đây là một dòng xe Fortuner mà được cô chú anh chị thường xuyên gọi Học hỏi Học ơi, còn không nè. Đặc biệt là một cầu máy dầu số tự động. Thì đây là một chiếc xe mà anh em Học mới vừa thu về, cũng đã hoàn tất xong gói xì ba rồi, diệt khuẩn khử mùi bên trong nội thất, làm đẹp từ khoang động cơ tới phần gầm. Xe thì cấp giấy chứng nhận cho anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên zin. Một chiếc xe máy dầu đời cao, bền bỉ, tiết kiệm, chi phí bảo dưỡng thấp. Đặc biệt nữa là cái mức tiêu hao nhiên liệu anh chị, đối với phiên bản máy dầu thì nó sẽ ăn rất là khiêm tốn ha. Rồi sau đây Học sẽ mời anh chị cùng Học đi đánh giá sơ bộ qua cái sản phẩm này. Đầu tiên á, đối với 2020 nhưng mà chúng ta có form 2021 á, thì chúng ta sẽ có những cái phần file clip như sau, như là cụm ba đờ sóc phía trước nè anh chị, thì chúng ta đã được trang bị bộ ba đờ sóc mới nè, rồi có thêm bốn cảm biến gốc nè, đèn gầm cũng là đèn gầm led ha anh chị đó, và đèn báo rẽ thì sẽ được tích hợp xuống dưới nè, ga lăng to bản hơn, thiết kế theo dạng hình thác đó. Hình cái này anh em review á, nói người ta nói là ruộng bậc thang nè, thì cũng khá là đẹp ha anh chị. Và cụm đèn pha cũng là được trang bị lên cái bộ đèn khác, nhìn khá là đẹp, sang trọng, có nẹp mạ rơm ở lồng ở phía trong này, và ba cái khung ở trong cái phần đèn led này. Chúng ta sẽ có một cái nẹp mạ rơm dài từ phía trước bên đèn xuống cái mặt ga lăng ha. Đây thì Học sẽ quay lại tổng thể cái hình đầu xe để cho anh chị ngắm nè, khá là đẹp ha anh chị. Fortuner nó không có một cái gì đó quá nổi trội, nhưng mà cơ bản á, ngôn ngữ thiết kế của Fortuner nó có một cái gì đó khá là đẹp. Mặc dù là sản xuất 2021 đến hiện nay thì so với phân khúc như là Sorento hoặc là Santa Fe theo như Học nghĩ thì nó chưa có phải gọi là phá cách bi-pin led nha anh chị. Nhưng mà cơ bản thì mình nhìn cũng khá là đẹp rồi. Xe thì đăng kiểm còn khá là dài, từ tháng 4, 19 tháng 4 năm 2023 nè. Đây vỏ xe nè, đi 55.000 cây anh chị. Đây, đúng chắc 55.000 cây nha anh chị. Đó, anh chị thấy vỏ xe ha, zin theo xe nè. Còn phần trong ba đờ sóc nè, Fortuner mà đi 55.000 cây thì mọi thứ nó còn mới tinh, mới tinh hết nha anh chị. Cả cái phần gầm ở trong đây đó, anh chị nhìn nè, những cái phần cách âm nè. Đó, vỏ xe là zin theo xe. Đây, kích thước thì là R17 nè, 265 65 trên R17 nha anh chị. Và cái bộ mâm, cái mâm, cái la răng phía trước bên phải đây nè, cũng là zin theo xe, chưa sơn, chưa phay nha anh chị. Ở tình trạng xe Học đã Học báo chính xác hơn để cho cô chú anh chị từ tỉnh xa đến chúng ta coi xe nó dễ hơn. Và nẹp chân kính là đã được chủ trước lên, phiên bản này thì chưa có nẹp chân kính nè anh chị. Đây, tay nắm cửa marron có nút bấm nè đó. Một cái điều đặc biệt là 2021 form mới này chúng ta sẽ có là bốn cái cửa ô tô một chạm chống kẹt dành cho phiên bản máy dầu số tự động luôn. Là cái bản này ngày xưa là chỉ có bản V mới có thôi nha anh chị. Rồi tay nắm cửa marron nè. Rồi một điều đặc biệt nữa là chiếc xe chúng ta sẽ có trang bị hai ghế điện. 2020 thì Fortuner phiên bản cao, kể cả là máy xăng luôn, nó cũng chỉ trang bị cho mình một cái điện thôi. Bắt đầu 2021 thì chúng ta sẽ được trang bị là hai ghế điện phía trước nè. Và nội thất thì nó sẽ chuyển đổi tông màu qua thành màu cái màu xám xám nè. Cái màu phẩm xám xám giả gỗ anh chị ha, khá là đẹp. Đó, đây anh chị, Fortuner nha, Fortuner máy dầu 2.4 số tự động, tay nắm cửa marron có chén cửa sẵn nè, nẹp chân kính là lên nè, phim cách nhiệt, viền che mưa. Đó, có khá là nhiều anh chị hỏi Học cái này, Học nghĩ Học sẽ bán rất là nhanh, có nhiều anh chị khách hàng đợi lắm. Đây, tuppy đây anh chị, đây tuppy nè, đó keo chỉ nè, đó anh chị thấy không. Còn đây là phần hàng ghế thứ hai, và da của xe này là da zin theo xe, chưa từng thay thế cũng như là chưa từng sơn phết giảm giá nha anh chị. Đó, đồ zin hết nha. Những cái mà Học nói trên clip đều cam kết với anh chị bằng văn bản nha anh chị. Đây, có lót sàn rồi này, có thêm cái ốp mạ rơm, cái ốp này là ốp gì ta, ốp titan để cho chống chày xước cái phần khung xe anh chị, khi mà bước lên bước xuống mình bước lên như vậy
nó rất là dễ bị xước. Rồi, ok. Rồi, còn phần đây là cái phần khung gầm xe nè, anh em học cũng đã vệ sinh sạch sẽ lại hết rồi. Ở dấu son anh chị ha. Và cái phần ống xả nè, anh chị nhìn nè. Nhìn sâu phần ống xả trong mới tinh nè. Fortuner nó được cái khá là bền. Bảy bước chân. Còn mâm, mâm phía sau cũng vậy nha anh chị. Mâm phía sau cũng là zin theo xe, chưa chạy xước nha, chưa sơn thì lại hết nha anh chị. Cũng là vỏ zin theo xe. Gai cũng còn khá là cao nè. Anh chị thấy không? Đó. Phần khung xe nó còn mới tinh. Rồi đây là cụm đèn lái phía sau phải nè. Cụm đèn lái phía sau phải cũng đã được chủ trước tăng lên, gắn lên cho mình cái phụ kiện ốp đèn. Đẹp cũng kính. Cái này là zin. Cái này là zin theo xe nha anh chị. Đó, cái miếng mạ rơm Fortuner này. Phiên bản G thì nó là màu vàng. Đó, logo. À, xe này biển số ở Bình Phước 22113, cũng khá là đẹp. Học xin lỗi, học dở lắm. Chiếc xe này đã được chủ trước nâng cấp lên cho mình cái cấp điện luôn nha anh chị. Cấp kiện cũng hai mấy 30 triệu á. Đây, ốc cốp chưa ra nè. Đây, keo nè. Ốc cốp, keo. Anh chị. Đó. Xe đã có lót sàn sẵn rồi nha anh chị. Đó, lót sàn sẵn cái zin. Cái zin, cái chặn cũng khá là đẹp. Đây. Anh chị nhìn nè. À, chúng ta sẽ có được tất cả các cửa gió ở tất cả các hàng ghế nha anh chị. Xe thì trang bị hai dàn lạnh. Anh chị nào ở Bình Phước á, anh chị mua lại cái chiếc xe này thì chúng ta giữ lại được cái biển số khá là đẹp. 22113 chín nút anh chị. 22113 mãi mãi nhất tài. Rồi, còn đây là cái cụm đèn lái, cụm đèn lái sau trái mới tinh, xe 2020. Và phía sau thì anh chị sẽ được có bốn con cảm biến, bao gồm hai cảm biến gốc và hai con cảm biến lùi nha anh chị. Và vỏ xe cua nè, vỏ xe cua anh chị nhìn cái gai nè. Xe cua nè. Hình như là vỏ xe cua này theo giờ học đánh giá nó chưa chạm luôn anh chị. Đây, cái dấu son chỉ còn nè, chưa có một hạt cát nào, và những cái này cũng còn nè anh chị ha. Vỏ xe cua chưa chạm đất nha anh chị. Đây, đây vỏ xe cua nè. Billiston. Rồi, sẵn tiện ở đây học cho anh chị xem cái dàn gầm. Đây, tem mạc còn y nguyên nha anh chị. Đó. Đi 55.000 mà Fortuner như vậy thì không có vấn đề đâu nha anh chị, cũng như hết mới hết rô đai rồi. Mọi chi tiết nó còn mới nguyên. Xe này đi cỡ nào? Đồ bền nó kinh khủng lắm, Fortuner. Đây anh chị. Đó. Bỏ nè. Rồi phần routine cân bằng ở đây cũng là dấu sen, dấu son còn luôn nha anh chị. Khá là đẹp. Xe này thì anh em học đang chào bán với mức giá là 1.020.000.000 thôi nha anh chị. Ở 1.020.000.000 với giá rất là hợp lý. Hợp lý. Xe thì bên em sẽ cam kết cho anh chị về giấy chứng nhận nè. Không tai nạn. Không ngập nước. Động cơ hộp số còn nguyên thủy nha anh chị. Ở đây. Chị nhìn kỹ nè. Rất là đẹp nha anh chị. Xe thì chúng ta sẽ có cái lót sàn ở dưới rồi, thêm cái lót sàn 5D nữa, khá là sạch. Hầu như là những cái phụ kiện cơ bản trên xe này đã trang bị đầy đủ, như là camera hành trình ở phía trong, tay nắm cửa có nút bấm, thì chúng ta sẽ được trang bị là hệ thống đời bằng nút bấm. Đây, bốn cửa ô tô một chạm, bốn cửa là ô tô một chạm chống kẹt này. Đó anh chị nhìn nè. Chiếc xe Fortuner đi 50.000 nó cũng còn y thinh nha anh chị, hầu như nó chưa có độ bóng luôn. Đó. Đây. Sản xuất 2020, xe lắp ráp Việt Nam. Đó. Những cái kêu, những cái bảng lời cửa nè. Cái bảng lời cửa này ở bốn cái cửa và cái cốp, nếu như mà có tháo ra là nó sẽ mất dấu, tại vì khi mà người ta lắp ráp cho xong ta mới nhúng cái sơn anh chị, sơn nhúng đó, nó sẽ mất dấu.
nó sẽ có một cái lớp sơn phủ hết mấy cái này nên là rất là dễ nhìn. Ngửa da nè, cái da năm mấy ngàn là phải như vậy nha anh chị. Đó, năm mấy ngàn. Đó, còn y thinh, đồ của xe Nhật nó vậy đó, nó xài nó bền theo thời gian đó. Nó có cái nước hậu anh chị. Rồi vô lăng nè, anh chị đừng bỏ qua những chi tiết như là vô lăng ha. Đó. Đó, 55.134 cây. Xe thì chúng ta đã được chủ trước nâng cấp lên cái màn hình Android rồi nè, có YouTube nè, rồi có cái camera hành trình luôn nè anh chị. Cái kính này là cái kính chống chói tự động. Xe thì có hai chế độ lái Eco Power nè, chống trơn trượt nè. Xe thì có 7 túi khí và cân bằng điện tử đầy đủ hết nha anh chị. Hệ thống lạnh tự động, ga tự động, cruise control nè. Đó, lại chuyển số thông minh. Đó, có đánh theo lốc lái nè. Đó, có cảm biến đánh nè. Đó. Để cho anh chị khi mà mình không biết cái bánh xe nó thẳng, anh chị lái còn yếu á, không quen xe, anh chị cũng có thể nhìn ở trên đây để chúng ta kiểm tra được cái góc lái của xe. Đó. Rồi. Mở khoang động cơ cho chị xem ha. Khá là nặng luôn anh chị. Rồi. Dạ, còn đây là cái khoang động cơ của chiếc xe. Thì học sinh hướng dẫn lại, anh chị khi đi mua xe đã qua sử dụng, anh chị khoang khi mà mở ra, anh chị sẽ đứng xa ra vậy nè, anh chị coi nó có căng đối không. Đó, anh chị nhắm nó có căng đối không, nó có bị gập cái mấy cái nét này nè. Đó, nó có những cái lần dập nổi đó anh chị thấy không, coi nó có bị gập ở đâu không ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào cái phần ốc capo. Ốc capo nè, ốc capo là chưa tháo nè. Khi mà ốc capo chưa tháo rồi á thì anh chị có thể lướt qua phần keo chỉ luôn. Đây. Lướt qua phần keo chỉ luôn. Đây. Đây, keo chỉ đây. Rồi, tiếp tục ốc capo này, bốn con này ok rồi thì chúng ta sẽ không quan tâm tới capo nữa. Đó, không quan tâm tới capo nữa nha anh chị. Đó, coi keo chỉ ok rồi. Rồi chúng ta sẽ lần lượt tới thằng phần khung. Rồi, phần khung nè. Đó, cái vẻ ở đây nó cũng có cái dấu tem, cái tem nè. Đó, có cái tem giống sóc của cái cao su ở đây ha. Cái tem zin còn nè. Rồi anh chị mua coi nè, coi cái khung này. Chúng ta coi là coi quy trình nó sẽ coi từ ngoài vào trong nha anh chị. Đó, cái khung nè. Đó, khung nè, ốc chưa tháo nè. Chưa tháo nè. Cái này chưa tháo nè. Đó. Nút chưa cậy luôn nè. Đó. Đây. Đó. Và cái dấu này là cái dấu zin của xe nè. Cái dấu này là cái dấu của cái chắn bụi đây nè. Đó. Rồi, anh chị coi một vòng ha. Anh chị coi một vòng. Đây nè, dấu này chưa sáo luôn nè. Đó, ABS nè. Rồi, mình coi vậy là ok rồi. Mình coi cái phần khung ngoài, thí dụ như có va chạm nó sẽ từ ngoài vào. Còn xe anh em học thì cam kết với anh chị là không đâm đụng, không ngập nước nha. Động cơ hộp số còn nguyên thủy. Cái động cơ Fortuner mà 2020 thì không cần phải quay nhiều ha anh chị. Cơ bản này anh chị nhìn nè. Có gì đâu mà coi, mới tin. Kể cả những cái xe Fortuner mà 2017, 2018 cũng vậy luôn, chạy dưới 100.000, 150.000 còn mới tin. Nên là mấy cái này thì khỏi phải bàn, anh chị nhìn có mới không anh chị, không có gì phải bàn. Nói chung động cơ hộp số thì không thể nào mà hư được đối với những cái xe như là Innova, Fortuner, Vios rồi. Chạy mới 5 năm gần, giống như là chiếc xe đã sử dụng mà lướt hết rô đai cho mình. Khi cô chú anh chị mua chiếc xe này chúng ta tiết kiệm khá là nhiều đó, hơn 200 triệu đó anh chị. Dạ, thì học sinh nhắc lại đây là mẫu xe Fortuner được sản xuất vào 2020, đăng ký vào tháng 10, xe biển tỉnh, chạy 55.000 cây, xe màu bạc, máy dầu 2.4, số tự động 6 cấp, 1 cầu, màu bạc, bên trong màu nâu. Xe này anh em học đang chào bán mức giá là 1.020.000.000. Đó. Cũng khuyến khích anh chị khi đến xem xe nhờ anh em bên thứ ba đến giám định xe, kiểm tra xe, đặc biệt là người quen của mình, anh chị đến xem xe ha. Mình học sẽ có cái văn bản cam kết với anh chị. Rồi, học sinh kết thúc video tại đây. Và sáng hôm nay anh em học cũng bán khá là nhiều. Anh em bên trong cũng còn chiếc xe Fortuner 2017 phiên bản cao cấp. 860 triệu, cũng sắp sửa về con Fortuner 2019 máy dầu số tự động luôn. Hiện tại thì còn con màu bạc 2018 máy dầu số tự động. Còn Sorento bên đây anh em bán rồi nha anh chị. Sorento bán. Rồi Honda CR-V 2022 là chạy 1.000 cây, xe này cũng bán rồi.
Đó, thì anh chị nào có xe nhớ liên hệ với Học nha. Học cũng đang cần thu mua xe, đặc biệt là những xe không đâm đụng, Học không làm xe lỗi nha anh chị. Anh chị nào có xe lỗi đừng gửi thông tin cho Học, mấy ông nhiều khi định giá xong rồi đến xem xe cũng không mua, nên là mất thời gian của cô chú anh chị với mất thời gian của bên Học. Mấy ngày này cũng có đi coi xe mà xe đâm đụng cũng có, ví dụ như coi 5 chiếc bị dính 3 chiếc cũng khá là buồn. Mong là anh chị nào đang có nhu cầu mua xe đổi xe nhớ liên hệ với Học nha, 0901224668, 0935256886. Học xin kết thúc video tại đây. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe, thật tràn đầy hạnh phúc.